chú chị về lon để cũng chuyện lấy nè. Cô chú chị về lon cũng đi ra ngoài cả nhà mình nữa. À cả nhà. Nói chung là chị Loan cũng mới đi ngoài qua công việc của chú anh chị thì em cũng ở đây, em cũng mới tới đây em qua em cập nhật cho chú anh chị xem tình hình của giờ mới sáng ở nhà. Bữa nay là ngày 20 tháng 10 ở nhà. Chào cô chú anh chị nghe cái lễ cúng tin miền của chú anh chị. Buổi sáng trước nhà chị Loan thì cũng có nhận thêm là shop của chú anh chị ở đây này, shop shop chống 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 vãi luôn, chống để chèn á, chèn cho nó chống va đập khi mà chuyển hàng, shop chống va đập cả nhà. Những cái shop hộp hộp á, cái này là mấy em nhỏ rất là thích nha, bóp lên nó cục 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 vui lắm, người lớn cũng thích nữa chứ. Cái nhà nó nhẹ, shop này nó nhẹ lắm cả nhà. Cồng kềnh thôi, cồng kềnh nhưng mà rất là nhẹ. Cái này mà chở, ví dụ mà chở mà gió là nó cũng rất là cũng khó lắm nha anh. Tác dụng của nó là chống va đập. Nói chung thì buổi sáng thì nha, chị Lân cũng nhận ngày nào mà chị Lan mà xuất hàng đi bán hàng được thì bọn anh em mình cũng vui mừng ha. Nè, hồi nốt giờ tối rồi. Bây giờ là 8:30 rồi cả nhà, chị Lan cũng mở cửa rồi cả nhà. Ban bắt đầu rồi, chị Lan người làm của chị Lan cũng bắt đầu đến hết rồi cô chú chị. Những chiếc xe này người làm của chú chị có khán giả đến mua nộp cả nhà. Tiên Bơ Miền xin chào cô chú anh chị nha. Em cứ nghĩ là ngày 20 tháng 10 anh thì các cô chú anh chị cũng ít đến mua hàng. Bây giờ thì cũng buổi trưa cô chú anh chị nha, 10 giờ rồi cô chú. À, rất nhiều cô chú anh chị này đến mua ủng hộ chị Loan Hoàng Hiến, ví dụ Hoàng Hiến cô chú anh chị rất là nhiều luôn cả nhà. Đó, mua rất là nhiều luôn. Qua từ mua yến, yến hợp hợp đó anh, yến kia là gì? Thì anh cái bữa là yến yến sâm gì đó. Dạ. Yến sâm, yến sâm. Yến 100%, yến không trồng ngà thảo. Rất là ngon luôn anh. Dạ. Rồi chị Loan cho là mình về mình uống rất là ngon. Dạ thì hiện tại bây giờ là cũng 10 giờ trưa rồi nha cô chú anh chị. Thì trưa hôm nay tụi em cũng thấy chồng cô chị Hùng Bơm á thì cũng ẵm con trai của mình lên xe hơi đi công việc nha cô chú. Thì nói chung là đi đâu á là tụi em mình cũng không biết nha cô chú, mà nếu mà có biết thì tụi em cũng không có nói nha cô chú anh chị. Thì nói chung hồi nãy là anh Phương cũng chở chị Loan đi đi chợ về của chú anh chị, thì cũng hôm nay là ngày 20 tháng 10 thì anh Phương hồi sáng cũng chở con mình đi công chuyện với chị ha. Đó nhà chị Loan mua hàng nha cô chú, thì tụi em ở đây á cũng nghĩ rằng là ngày 20 tháng 10 anh thì các cô chú cũng bận việc làm rồi chứ anh. Bây giờ xin phép là tụi em cũng đến thăm Loan chiếc đã quay cho cô chú chị nha. Đây là phía trước là các chiếc xe máy của đây có chị đi gáp tới đi gáp chuẩn bị mua đồ nè cả nhà. Chị đi gáp tới mà mua hàng chị Loan mới về phải không anh? Hả? Chị Loan mới về đúng không? Chị Loan về nãy rồi, về nãy rồi. Đó hiện tại bây giờ trước mặt em có một chị gái đi chợ ra vô liên tục luôn, luôn đúng rồi, ngoài luôn. Hôm nay là ngày 20 tháng 10 đó anh.
20 tháng 10 là 20 là ngày quốc tế phụ nữ. Quốc tế phụ nữ phải không anh này? Ngày quốc tế phụ nữ. Để em zoom cho cả nhà xem. Trời nắng mình zoom nó hơi mờ nha cả nhà. Có một cô căn giả và anh Thành Mỹ thì cũng đang ngồi bên cái máy tính nha cô chú anh chị. Đó, thì cô căn giả mua hàng xong cũng ra rồi cả nhà. Cô chú chị mua gì đây? Các anh nhân các nhà. Chị đi xe ráp. Chị này ghé qua mua bánh nước đó cả nhà. Ghé kiếm cô bánh nước ủng hộ cô bánh nước luôn nè. Chắc lẽ là bài đang là cổ hay theo dõi mấy kênh YouTube của anh em mình ngồi ở đây á thì cổ biết hai chị có tham hai chị gái này đi xì gáp đó nè đi xì gáp tí luôn. Hiện phía trong là nói chung là chị Loan mới về của chú chị Loan cũng có việc một xí nhỏ là ở dưới là có anh Thành Mỹ của chú chị cũng đứng dưới bàn máy tính của chú chị, thì ở phía trong là có anh Khoa chú bé Ken ở nhà cũng ngồi bàn máy tính của chú chị để mình chốt đơn sạp đơn. Còn phía trong nhà là những cô chú anh chị người làm mua chị Loan cũng đăng hàng cô chú chị kéo băng keo nghe thật rạc rạc cả nhà. Chồng của chị bùm bùm đó nha, em con trai của mình nhìn cô chú chị các chị kia nó cho này cô chú nha, cho hàng cho quà cho quà. Cô chú chị thì các chị kia đến cũng cho chú món quà cả nha. Chào chú, cô hồi nãy là đến mua đồ chị Loan tặng quà cho chú cái gì vậy chú? 10 kg gạo. Rất là tuyệt vời luôn cô chú anh chị ơi. Nêm. Dạ, 10 cái gạo quá là quý luôn cô chú anh chị. Gồm có nước tương nữa cả nhà. Đó cô chú anh chị thì nói chung là chị gái vừa đến nhà chị Loan mua đồ cho chị Loan xong này chị gái này cũng tặng cho chú bánh ướt này một 10 cái gạo. Có món như là bột ngọt, bột nêm và đường, xì dầu, nước mắm cô chú anh chị. Rất là quý luôn. Cả nhà. Cô chú chị này cũng vào trong mua đồ tặng quà ra ngoài cả nhà. Đó, bây giờ thì cũng 10 giờ trưa rồi cô chú. Cô chú anh chị nói chung giờ trưa thì cũng rất nhiều cô chú anh chị đến đây luôn cả nhà. Thôi em sẽ kết thúc clip của chú chị nha.